Cảm chị Nước Việt xin chào tất cả các bác. Đây là chú cu gáy đang nuôi trực tiếp tại nhà. Các bác đang thấy đây là mình đang bổ sung cái cám cu gáy đất Việt, cám của nhà mình làm trực tiếp sử dụng và có cung cấp cho anh em chơi cu gáy trên toàn quốc. Đó. Thì với cám cu gáy này nó bổ sung đầy đủ cái dưỡng chất, con chim sẽ khỏe đẹp. Đấy. Gáy gù đều. Đây như các bác thấy nuôi thực tế ở nhà. Chúng ta sẽ cho ăn cái cám này song song cùng với thóc là các bạn này. Đấy. Cái đặc tính của những cái con chim ăn hạt cứng như thế này thì nếu các bạn cho ăn thóc ấy, thì các bạn cần cho ăn thêm một cái cọng cát sỏi. Đấy. Thường thường chúng ta sẽ dùng cát vàng nhé. Cát vàng có sỏi để khi mà ăn nó sẽ giúp con chim nghiền thức ăn tiêu hóa tốt hơn. Đấy. Thế thì trong quá trình nuôi nhốt thì chúng ta có thể bổ sung thêm cái cám này nó rất là mềm, dễ tiêu hóa, bổ sung dưỡng chất cho con chim rất là tốt. Thế nếu mà trường hợp cái con chim nào mà nó chưa có ăn cám ấy, thì các bạn cứ trộn lẫn với hạt kê cho mình. Đấy, trộn lẫn với hạt kê tầm khoảng 5 đến 7 ngày nó quen là mình chỉ cần cho ăn cám thôi. Đấy. Cám nhà mình để trong cái lọ này xúc cho nó dễ. Thì với cám cu gáy đất Việt này thì các bạn có thể là sử dụng cho cả gáy đấu, gáy bố mẹ, gáy con ăn song song cùng với thóc rất là tốt, bổ sung đầy đủ các dưỡng chất như các bạn đang thấy ở đây. Các bạn theo dõi thêm trên kênh Cám Chim Đất Việt các bạn có thể thấy rồi. Song song cùng với thóc luôn. Là trong cái quá trình nuôi nhốt ấy, mình cứ bổ sung đầy đủ dưỡng chất là con chim nó khỏe đẹp. Ăn song song cả cám cả thóc luôn. Cái cám này thì nó rất mềm, dễ tiêu hóa, bổ sung đầy đủ cái dưỡng chất. Cám xong rồi. Mình cho ăn đều hai cả hai loại luôn.